điểm trời, cây cỏ, mặt trời, mặt trăng, ngàn sao, cùng muôn thú. Sợ chúng ta sẽ chết.
người đàn bà ngài đã cho ở với con đã cho con ăn trái ấy nên con đã ăn. Eva, ngươi đã làm gì thế? Thưa ngài, con lắm đã lừa dối con nên con đã ăn. Hỡi loài thần kia, vì mi đã làm điều đó nên mi bị quyền rủa nhất trong mọi loài súc vật. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mỗi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người phụ nữ. Người phụ nữ sẽ đạp nát đầu mi. Mi sẽ tìm cần thoát chân người phụ nữ ấy. Còn Eva, ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc khi thai nghén. Ngươi sẽ phải đau đớn lúc sinh con. Nữ và người con em đang cô mang cũng được chúc phúc.
Với đâu tôi được phúc này là thân mẫu Thiên Chúa đến với tôi như vậy? Chị nói gì em không hiểu. Vì này đây, tay tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Thank you.
chiếu theo sắc lệnh ban hành kiểm tra dân số của vua Augusto, tất cả mọi người phải trở về quê quán để ghi danh vào sổ. Alo, alo. Thank you.
Dậy, dậy mau, hỡi các mục đồng. Nay ta báo cho ngươi một tin mừng, đúng cứu tin đã giáng sinh. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all. Thank you.